Xin chào, đây là thông tin mới nhất về đập tam điệp ở Trung Quốc ngày 21 tháng 4. Đây là những thông tin chưa từng được công bố. Đập tam điệp liệu có sụp đổ? Từ sáng sớm đến trưa ngày 20, một trận lũ bất ngờ đã xảy ra trên sông Amu ở huyện U Mang, tỉnh Hắc Long Giang. Mực nước vượt mức cảnh báo là 36m và ghi nhận mực nước cao lịch sử trong 50 năm. Khoảng 4.000 cư dân đã được sơ tán nơi an toàn. Chính quyền tỉnh đã nâng mức ứng phó khẩn cấp của mùa lũ lên mức cao nhất. Ngoài việc gia cố các con đê có tổng chiều dài 28,44 km trên địa bàn tỉnh, công tác sửa chữa các con đê đã được thực hiện tại 168 nơi bị rò rỉ nước. Mực nước của đập Tam Hiệp đã lên tới 170,3 m. Mực nước tại đài quan sát thượng nguồn chính của sông là 38,15 m, vượt quá mức nước cảnh báo 102 cm. Mực nước tại đài quan sát tại trạm thủy văn hồ Pojang đã đạt 28,2 m và mực nước cảnh báo chỉ còn 73 cm. Mực nước tại đài tại ga Mikuchi ở thành phố Pojang đạt 55,44 m, vượt quá mức nước cảnh báo 1,44 m và mức nước an toàn chỉ còn 0,12 m. Từ ngày 19 đến 20, tại 4 quận ở thành phố Bảo Ninh, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, một trận mưa đá kèm theo gió mạnh đã xảy ra, làm hư hại 520 ha nông nghiệp, ảnh hưởng đến 5.461 cư dân trên địa bàn. Tại Trung Quốc, thời tiết mưa bão liên tục xảy ra ở nhiều nơi khác nhau. Vào tháng 3, một trận lốc xoáy đã xảy ra ở Giang Tô, Tô Châu và Hồ Bắc, Vũ Hán, làm tổng cộng 12 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Vào ngày 20, một chiếc cần cầu di động đã bất ngờ đổ sập tại một công trường xây dựng ở quận Tân Nam, thành phố Tân Châu, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, và đè vào hai học sinh trung học cơ sở đang đi ngang qua. Một trong hai người đã bị chết và một người bị thương. Chính quyền thành phố Tân Châu đã chỉ đạo công trường trong thành phố ngưng thi công và tiến hành kiểm tra an toàn. Theo chính quyền thành phố, các cơ quan chính phủ đã thăm hỏi các gia đình có học sinh bị thương và chăm sóc tâm lý cho các học sinh khác. Chính phủ cũng đã bắt đầu điều tra nguyên nhân vụ tai nạn tại Trung Quốc. Những vụ tai nạn như cần cầu cần qua gãy tê thường xuyên xảy ra. Vào tháng 12 năm ngoái, tại một công trình xây dựng cho một tòa nhà thành phố ở tỉnh Hồ Bắc, một cần cầu bất ngờ bị gãy và rơi xuống khiến 3 công nhân bị thiệt mạng và một người bị thương. Vào tháng 9 năm 2008, một cần cầu đã bị sập tại một công trường xây dựng tàu điện ngầm ở Tâm Quyến, Quảng Đông, khiến 8 công nhân thiệt mạng và bị thương.